Rồi ok, mến chào anh em nha. Bây giờ là chiều ngày thứ bảy. Em lên sóng, tôi còn một chiếc cúp DX nha anh em. Cúp 50 nha, xe là tình trạng là nguyên vin 100% nha anh em. Xe này là order chuẩn 7.000, 7.800 cây nha, bao không quay tua. À, kiến đẹp. Xe là bao là không bắn tút chỗ nào hết nha anh em. Đây, chống đứng còn sơn rin, chống đứng với gác chân chống nghiêng là còn sơn rin hết nha. Đó, xe này đi đúng 7.000, cặp giỏ là còn heo xe luôn nha anh em. Này, cặp giỏ BS, giỏ còn heo xe đây. Đó, giỏ còn heo xe đát đúng 96 luôn nha. Xe này là đát 96, cặp giỏ trước sau là đát 96 luôn, còn heo xe luôn. Xe đúng ở đầu chuẩn nha, không có dọn, không có gì hết. Máy móc là nguyên zin nha anh em, đầu nồi chưa mở, bao cực im luôn. Xe này có bẩn nha, bẩn đẹp đàng hoàng nha, tại em tháo bẩn ra em quay về cho nó rõ bên trong, nên em dễ nhìn. Lốc không bắn, lốc zin không bắn. Xe mà bây giờ kiếm mà order chỉnh cỡ này cũng hơi hiếm nha anh em. Đa số xe bùa phép không. Xe này là sơn zin hết đẹp. Ê, lốc anh em nhìn lốc bên đây nè. Lốc là không bắn mà nó còn cái nó sơn nó rất là dày, chưa có xuống màu. Đạp thắng là như mới luôn, không có bị mòn nhé. Bogosi cầm sao là còn 7 màu luôn nha anh em, đúng cầm rin nha. Đó, cầm nào cầm phụ tùng thì nó cầm phụ tùng, còn cầm rin là nó cầm rin. Vỏ sau là cũng vỏ da băng luôn nha anh em, cặp vỏ trước sau là còn rin theo xe luôn. Ốc tán là 7 màu hết. Rồi đuôi nè anh em, nhìn đuôi nè. Cái này là màu xanh vỏ dưa nha anh em. Màu xanh 117, xanh vỏ dưa. Đây. Anh em nhìn cái bình xăng lớn mà cỡ này là biết xe đẹp hay xấu rồi. Tại vì cái phần bình xăng lớn này nó dễ bị xấu lắm, mà xe này là bình xăng lớn còn quá đẹp luôn. Chìa phá là hai chìa rin, có một chìa chưa xài luôn nha anh em. Đó, đúng mã số đàng hoàng, hai chìa rin, một chìa chưa xài còn nguyên trong trong bịch luôn. Đây, vỏ sau là vỏ BS luôn nha anh em, vỏ Nhật luôn, trước sau vỏ Nhật đáp 96 hết. Nó phải có nứt hồi từ năm 96 tới nay là cũng hai mấy ba chục năm rồi. Đây, đuôi sơn tuyệt đẹp luôn. Xe này em bán là 40 triệu nha anh em. Anh em nào có nhu cầu cứ alo nha. Có luôn cái hùng nha. Cái hùng có chìa khóa rin đàng hoàng nha anh em. Hùng Nhật nha. Ba ga cũng còn đẹp nha. Tại vì đây ba ga còn xi rin đẹp luôn nha. Khá đẹp. Anh em không lấy hùng thì trừ ra. Đó, tình trạng là xe đi đúng 7.000, không quay tua, không bắn tút bất cứ chỗ nào hết, nguyên zin 100%. Thế bây giờ anh em mà trên thị trường anh em kiếm xe mà order chuẩn cái này là cũng hơi hiếm, không phải dễ kiếm đâu, còn có được một chiếc thôi. Này vậy thì đi thôi, không cần phải làm gì hết. Giá trị là cặp vỏ nó có nứt nhưng mà đúng cặp vỏ heo xe. Đây, đây vỏ này, đây đó, về trưng bày hoặc là cà phê hay gì đó. Nói chung xe này trưng bày là ok anh em. Nó đều xe hết, không có bị bắn tuốt, cũng không có bị lai đồ bậy bạ gì hết. Bao tay kính, nói chung là cũng xe đồ đều hết.
Anh em nhìn cứ nhìn cái gác chân chống nghiêng với chống đứng còn sơn rin là biết xe đẹp hay xấu rồi. Rồi anh em nào có nhu cầu cứ alo nha, để em nổ máy nha. Máy xe này khỏi chê, đi mới có 7.000 sao bàn cãi gì nữa. Máy cực im luôn. Anh em nhìn cái sơn của lốc này còn rất là dày. Máy gì là quá đỉnh luôn rồi. Rồi anh em nào có nhu cầu cứ alo nha.